Tập 7 Xin mở kinh Lần trước giảng tới đoạn Đức Phật dạy cô bà La Môn dùng pháp môn niệm Phật sẽ biết được mẹ mình sau khi chết, thần hồn thác sanh vào cõi nào. Chúng ta biết Phật Pháp Đại Thừa, Tiểu Thừa, Pháp môn vô lượng vô biên, môn nào cũng có thể hành, vô thượng đạo. Tại sao Phật chẳng dạy cô dùng phương pháp tham thiền, trì giới, trì chú Tại sao không dạy những pháp môn này mà lại đặc biệt dạy pháp môn niệm Phật? Chúng ta nhất định phải hiểu hàm ý ở đây. Bất cứ pháp môn nào cũng có thể đạt được định, đều có thể khai huệ. Tổng cương lãnh của việc tu học Phật Pháp tức là định huệ, chư vị nhất định phải hiểu việc này. Cho nên, vô lượng pháp môn đều là phương pháp tu định huệ, đều là cánh cửa để khai trí huệ. Phương pháp và cửa vào chẳng giống nhau, nhưng mục tiêu đạt được hoàn toàn giống nhau. Trong ấy, đích thật có sự sai khác dựa trên căn tánh khó hay dễ. Duy chỉ có pháp môn niệm Phật là bao trùm cả ba căn, bất luận là lợi căn hay độn căn. Hơn nữa thành tựu nhanh chóng, ổn thỏa, thích đáng, dễ dàng. Thế nên Phật dùng pháp môn này để dạy cô. Cô quả thật rất giỏi. Nếu nói theo pháp môn của chúng ta, cô thuộc về người hạng căn tánh thượng đẳng. Vì cô chỉ niệm một ngày một đêm liền đạt được nhất tâm bất loạn được định trong định cảnh giới hiện tiền chỉ có cô mới có thể nhìn thấy nếu phật nói cho cô biết mẹ cô đã sanh lên trời đau lợi được ba ngày rồi chưa chắc cô có thể tin tưởng vì chẳng chắc thật cô nghĩ có lẽ phật thấy cô rất đáng thương nên an ủi mình chưa chắc đã là thật nhưng phật chẳng nói dối nhất định phải là thật lòng tin này chẳng chắc thật cô đích thân đến địa ngục để xem Thế thì chẳng nói lời nào được nữa. Hơn nữa mẹ cô làm sao có thể sanh lên trời. Nhất định chẳng do Phật lực. Hôm qua tôi đã nói với chư vị nhờ tăng thượng duyên của mẹ giúp cho cô dũng mãnh tinh tấn nội trong một ngày có thể thành tựu niệm Phật tam muội Mẹ cô nhờ công đức này nên được sanh lên trời. Nếu cô chẳng thể dũng mãnh tinh tấn, chẳng đạt được niệm Phật tam muội thì mẹ cô chẳng được phước lớn như vậy. Phước của mẹ cô lớn hay nhỏ là dựa trên công phu tu trì của cô sâu hay cạn. Lý luận này mới hợp tình hợp lý, hợp pháp. Thế nên, thời xưa, khi con cháu đổ đạt dinh hiển, cha mẹ và tổ tiên của người ấy đều được triều đình phong thưởng. Tại sao triều đình phải phong thưởng cha mẹ tổ tiên? Chúng ta thấy trong lịch sử, khi triều đình phong quan, tuy cha mẹ của người ấy chẳng còn tại thế, đã qua đời, đều phong tước dị cho cha mẹ, bằng với tước vị của người ấy tại sao người ấy là hiếu tử thành tựu của ông ấy là nhờ cha mẹ dạy dỗ ông ấy vì muốn báo ân cha mẹ nên mới dũng mãnh tinh tấn cha mẹ ông bà đối với ông ấy đều là tăng thượng duyên thiện là đạo lý như vậy nên triều đình mới phong thưởng đi khắp nơi trong các cõi nước của chư phật hư không pháp giới đạo lý này đều được hết thảy chúng sanh khẳng định chân lý vĩnh hằng chẳng thay đổi chính là ở chỗ này. Đọc kinh này xong, chúng ta mới biết làm sao siêu độ, siêu độ sẽ được lợi ích gì, đây là thật chẳng giả. Kinh Địa Tạng là kinh căn bản của đại thừa Phật pháp, thật ra phải giảng kỹ, nhưng thời gian có hạn, chúng tôi chỉ giảng 20 buổi, 40 giờ, chẳng thể nói kỹ. Tương lai chúng tôi nhất định sẽ tìm thời gian giảng kỹ hơn. Đây là pháp căn bản cho sự tu học của chúng ta nhất định không được coi thường chúng ta xem tiếp kinh văn thời bà la môn nữ tầm lễ phật dĩ tức quy kỳ xá dĩ ức mẫu cố tức lúc đó thánh nữ bà la môn lễ phật xong liền trở về nhà vì nhớ mẹ câu này quan trọng tại sao có thể y giáo phụng hành tại sao có thể ngồi ngay ngắn niệm ngồi ngay ngắn tức là dùng tâm chân thành nhất tâm niệm phật vì nhớ mẹ tức là phát tâm bồ đề tương ứng với nguyên tắc của kinh vô lượng thọ phát tâm bồ đề nhất hướng chuyên niệm đoan tọa niệm giác qua định tự tại dương như lai kinh nhất nhật nhất dạ tức ngồi ngay thẳng niệm giác qua định tự tại dương như lai trải qua một ngày một đêm cô không ngủ không nghỉ trong tịnh độ thánh hiền lục chúng ta thấy pháp sư oánh kha đời tống truyện ký ghi vị tỳ kheo phá giới này đã làm rất nhiều ác nghiệp ưu điểm của ông là tự mình biết tạo ác quá nhiều nên tương lai nhất định sẽ đọa địa ngục đã biết rồi tại sao còn tạo nghiệp vì tập khí quá nặng khi gặp ác duyên chẳng thể tự kiềm chế nhưng ông biết tương lai đọa địa ngục rất dễ sợ nghĩ đến quả báo này nên ông rất sợ ông hỏi những đồng tham đạo hữu họ cho ông một cuốn giảng sanh truyện coi xong ông rất cảm động đóng cửa lại niệm phật không ngủ không ăn cũng không uống nước niệm suốt ba ngày ba đêm a di đà phật đến kinh di đà nói nếu niệm một ngày nếu hai ngày nếu ba ngày đến bảy ngày chúng ta thấy được đây là thật chẳng giả chúng ta niệm phật hết bảy ngày niệm hết bảy lần bảy ngày nhưng cũng không thấy Phật. Đó là gì chẳng đúng như Pháp, vừa niệm, vừa khởi vọng tưởng, tạp niệm, cho nên chẳng có cảm ứng. Niệm Phật đúng cách thì một tạp niệm cũng chẳng có. Giống như Pháp Sư Oánh Kha vì sợ đọa địa ngục, cứu mạng khẩn cấp nên chẳng khởi một tạp niệm. Đây là người có căn tánh hàng trung bình. Thánh nữ Bà La Môn là người thượng căn một ngày một đêm liền thành tựu. Pháp Sư Quánh Kha ba ngày ba đêm thành tựu, trí thành khẩn thiết cảm động Phật đến ứng. Đây là một ngày một đêm đạt được niệm Phật Tam muội được sự nhất tâm bất loạn. Hốt kiến tự thân, đáo nhất hải biên kỳ thủy dũng phất, đa chư ác thú tận phục thiết thân, phi tẩu hải thượng đông tây trì trục, biến chư nam tử nữ nhân bá thiên dạng số xuất một hải trung bị chư ác thú tranh thủ thực đạm tức bỗng thấy thân mình đến một bờ biển nước biển sôi sùng sục có nhiều thú dữ toàn thân bằng sắt bay nhảy trên biển chạy qua chạy lại đuổi nhau lại thấy nhiều người trai và gái số nhiều đến trăm ngàn muôn thoạt chìm thoạt nổi trong biển bị các thú dữ tranh giành ăn nuốt đây là cảnh giới trong định cô thấy được hiện tượng địa ngục thấy những người này đang thọ tội chúng ta xem đoạn kinh tiếp theo hữu kiến già xoa tức già xoa là ác quỷ trong địa ngục kỳ hình các vị tức hình dáng khác nhau hình dáng kỳ quái hoặc đa thủ đa nhãn đa túc đa đầu khẩu nha ngoại xuất lợi nhận như kiếm tức hoặc nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu Răng mọc chìa ra ngoài, bén nhọn như gươm. Lợi nhận như kiếm, ý nói răng của họ bén nhọn. Khu chư tội nhân xử cận ác thú, tức lùi những tội nhân đến gần thú dữ. Thú dữ trong địa ngục rất nhiều, đều đang ăn thịt tội nhân. Đương nhiên, tội nhân nhìn thấy thú dữ thì chạy, những quỷ già dạ xoa xua đuổi, bắt những tội nhân này lại cho thú dữ ăn thịt không phải chỉ xua đuổi mà thôi. Phục tự bát hoặc, tức lại tự chụp bắt. bát hoặc là đánh bằng roi, lôi kéo rồi liện. Đầu túc tương tự, kỳ hình dạng loại bất cảm cửu thị, tức túm quắp đầu và chân lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Chẳng dám nhìn lâu, không nhẫn tâm nhìn thấy cảnh ấy nhìn thấy trong lòng tê tái. Đây là cảnh tượng những người tạo ác nghiệp trong thế gian này. Đọa địa ngục chịu khổ, thánh nữ bà La Môn đích thân nhìn thấy. Đoạn kinh kế tiếp Thời bà La Môn nữ dĩ niệm Phật lực cố tự nhiên vô cụ. Tức lúc ấy thánh nữ bà La Môn nhờ sức niệm Phật nên tự nhiên không sợ hãi. Cô nhìn thấy hiện tượng địa ngục nhờ sức niệm Phật tam muội giúp cô nhìn cảnh tượng này mà chẳng sợ hãi nhưng khởi lòng thương xót, chẳng nhẫn tâm nhìn thấy trạng thái bi thảm này. Vào đến địa ngục trong ấy cũng có người đến tiếp chuyện với cô. Hữu nhất quỷ dương danh giết vô độc, khởi thủ lai, nghinh bạch thánh nữ giết thiện tai Bồ Tát, hà duyên lai thử. Tức, có một quỷ dương tên là vô độc, cúi đầu nghinh đó, hỏi thánh nữ rằng, lành thay Bồ Tát, duyên gì đến đây cảnh giới địa ngục chỉ có hai hạng người thấy được một là tội nhân đến đó để chịu tội hai là bồ tát đến đó độ hóa chúng sanh chỉ có hai hạng người này trừ hai hạng này ra địa ngục ở ngay trước mặt bạn bạn cũng chẳng nhìn thấy lúc trước lão cư sĩ châu kính trụ kể cho tôi nghe một câu chuyện chuyện này có thật cụ viết trong sách của cụ nhân vật chính trong câu chuyện này là cha vợ của cụ tức là ông trương thái diêm lúc ông trương còn sống đã từng làm chức phán quan cho đông nhạc đại đế dùng cách nói hiện nay tức là bí thư trưởng địa vị rất cao ở trung quốc địa vị của ông trương chỉ thấp hơn diêm la dương diêm la dương cũng giống như ông vua cai trị toàn quốc còn ông giống như một chư hầu cai trị một vùng lớn hơn một tỉnh và trong đó có năm ngục năm ngục này có đại quỷ dương quản trị năm sáu tỉnh ông chương là một người học phật biết hình phạt trong địa ngục rất thê thảm vô cùng tàn khốc ông có tâm nhân từ một ngày nọ đề nghị với đại đế đông nhạc xin phế trừ hình phạt bào lạc trong địa ngục bào lạc là gì đốt cột sắt cho nóng đỏ lên rồi bắt tội nhân ôm cột vô cùng tàn khốc chúng ta gọi là hình phạt chẳng nhân đạo, hy vọng đại đế Đông Nhạc có lòng nhân từ, phế bỏ hình phạt tàn khốc này. Đại đế Đông Nhạc chẳng nói gì hết, chỉ sai hai tiểu quỷ dẫn ông Trương đi đến chỗ xử phạt để xem. Ông Trương liền đi theo hai tiểu quỷ này, đại khái là đi đến một đoạn đường, rồi hai tiểu quỷ này nói với ông. Tới rồi, chỗ xử phạt ở đó kìa. Ông nhìn về phía ấy, nhưng không thấy gì cả. Lúc đó ông mới dở lẽ, tự nhiên hiểu được. Kinh Phật nói đây là cảnh giới do nghiệp lực biến hiện ra, chẳng phải do Diêm La Dương thiết lập. Diêm La Dương chẳng có cách gì phế trừ, là do nghiệp lực biến hiện ra. Từ đây mới hiểu đạo lý giảng trong Kinh Phật. Những cảnh giới trong địa ngục này, những dụng cụ tra tấn, và xoa, ác quỷ đều là hình tướng do ác nghiệp của mình biến hiện tạo nên, cũng như nằm mộng dậy Tướng có nhưng thể không, sự có nhưng lý không. Cảnh tượng sai khác muôn vàng đều là do ý niệm vọng tưởng biến hiện ra. Thế nên Phật dạy rất hay, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh, tam ác đạo cũng từ tâm tưởng sanh. Tại sao trong tâm có ác niệm? Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi mới biết. Nếu chẳng muốn nhìn thấy tam ác đạo thì nhất định phải dứt trừ những ác niệm trong tâm. Không những không thể nói lời ác, thân không thể tạo ác nghiệp, ý niệm cũng không được khởi lên. Hết thể pháp từ tâm tưởng sanh, hết thể cảnh giới đều là pháp. Chẳng có một chuyện gì chẳng từ tâm tưởng sanh. Người có định lực nhìn thấy, Thánh nữ Bà La Môn vừa chứng niệm Phật Tam muội vì cô nhớ mẹ nên cảnh giới này liền hiện ra. Quỷ dương vô độc đến tiếp đón cô, khởi thủ là lễ bái, tiếp đón cô rất lễ phép hỏi cô lành thay bồ tát thiện tai là xưng tán hiếm có dịp được bồ tát quan lâm đến địa ngục chẳng biết vì nguyên nhân gì mà ngài đến đây xin xem tiếp kinh văn thời bà la môn nữ vấn quỷ dương viết thử thị hà sứ vô độc đáp viết thử thị đại thiết di sơn tây diện đệ nhất trùng hải lúc đó thánh nữ bà la môn hỏi quỷ dương đây này là nơi nào vô đọc trả lời đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi đại thiết di đây là cảnh giới cô nhìn thấy núi đại thiết di rốt cuộc là ở chỗ nào trong kinh phật nói ở chính giữa tứ đại bộ châu là núi tu di núi tu di rốt cuộc là ở đâu bảy tầng núi tám tầng biển bảy tầng núi ở đâu trong kinh nói biển nước mặn chúng ta hiện thấy nước biển có gì mặn cảnh phật nói chẳng phải cảnh giới của phàm phu chúng ta phàm phu chúng ta chẳng nhìn thấy chuyện này có thật không chắc chắn là thật tại sao chúng ta chẳng nhìn thấy chúng ta chẳng có khả năng đột phá các tầng lớp không gian nếu chúng ta có công phu định lực có thể nhìn thấy không gian bốn chiều năm chiều sáu chiều thì những chân tướng sự thật này sẽ phơi bày trước mắt Địa ngục này, tầng biển thứ nhất ở phía tây của núi Thiết Di, thánh nữ có thể nhìn thấy trong định. Giới hạn trong định đã bị đột phá. Chúng ta biết, ở Trung Quốc, vào đời đường, đại sư trí giả đọc kinh pháp qua nhập định. Trong định, ngài nhìn thấy núi Linh Thứ, thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh pháp hoa ở núi Linh Thứ. Ngài còn ở lại nghe một buổi. Đây là nói trong lúc nhập định, ngài đã siêu diệt thời gian đại sư trí giả cách Phật Thích Ca khoảng 1.700 năm. Đây là nói Ngài có thể quay trở về quá khứ, tự mình ở núi thiên thai, ngồi ở đó như như chẳng động. Ngài có thể nhìn thấy núi linh thứ ở Ấn Độ, đây là siêu diệt không gian. Do đó, chỉ cần có công phu định lực, trong định chẳng còn phân biệt, chấp trước nữa, thì có thể đột phá thời gian và không gian. Thời quá khứ và hiện nay có nhiều người tu định đều có khả năng này. Đây là việc chúng ta có thể tin được. Huống chi là thánh nữ bà La Môn chân thành khẩn thiết, dũng mãnh tinh tấn, đạt được niệm Phật tam muội thế nên cô nhìn thấy cảnh giới địa ngục. Hãy xem đoạn kinh tiếp theo. Thánh nữ dấn viết, ngã văn thiết di chi nội, địa ngục tại trung thị sự thật phủ. Tức, thánh nữ hỏi, tôi nghe trong núi thiết di có địa ngục, việc ấy có thật không tôi nghe nghĩa là lúc trước thường đọc kinh nghe kinh nghe trong kinh phật nói biển lớn trong núi thiết di có đại địa ngục hỏi rằng đó có phải là sự thật hay chăng từ đây có thể thấy tuy thường nghe kinh thường đọc kinh cũng tin tưởng lời phật giảng nhưng vẫn đánh dấu hỏi như thường nếu không hoài nghi đến chỗ này còn hỏi quỷ dương làm gì chẳng cần hỏi họ do đó mới biết khó xây dựng lòng tin dường nào trong kinh điển đại thừa đại kinh đại luận như quan nghiêm đại trí độ luận đức phật nhiều lần nói rõ lòng tin rất khó được lòng tin là cha mẹ của công đức cội nguồn của đạo cội nguồn của bồ tát tu hành chứng đạo là ở tại lòng tin lòng tin chân chánh được xây dựng chẳng lay động thì tu hành chứng quả đâu cần ba đại a tăng kỳ kiếp Chẳng cần lâu như vậy, lòng tin của phàm phu chúng ta được gọi là đạo tâm như sương mốc, tức lộ thủy đạo tâm, rất dễ bị lay động. Một cơn gió thổi nhẹ thì lòng tin bay mất tiêu rồi. Vậy thì còn thành tựu gì nữa? Trong kinh chúng ta đọc được rất nhiều, chúng ta cũng thấy rất nhiều. Từ xưa đến nay, thấy Pháp, Phật Pháp, bất hiếu cha mẹ, bồi sư phản đạo, nếu có thành tựu thì đều lọt vào ma đạo sau này chẳng thành tựu trong phật đạo mà là thành tựu trong ma đạo chúng ta tin hay không những thứ này đều do phật nói trong kinh là do ma nhiếp trì chánh pháp nhất định là từ hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng y theo lời dạy mà tu học đúng như lý như pháp thì mới thành tựu đây là chuyện chúng ta không thể không hiểu khi đọc kinh luận đại thừa không thể không lắng lòng thể hội hãy xem tiếp câu trả lời của vô độc. Vô độc đáp viết, thật hữu địa ngục, tức vô độc trả lời, địa ngục có thật. Trả lời một cách vô cùng khẳng định, đích thật là có địa ngục. Nói thật ra, trong sáu nẻo, những nẻo khác tạo ác ích, cơ hội tạo ác ích. Còn trong thế gian này, cơ hội tạo ác quá nhiều. Thiên nhân thì hiếu thiện, thiếu đức. Chỉ có atula tập khí chưa đoạn vẫn còn tiếp tục tạo ác. Chúng sanh trong ác đạo, chúng ta gọi là cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục, chỉ có thọ tội hoàn toàn không có cơ hội tạo ác. Cơ hội tạo ác trong cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh đều ít. Rắn độc, thú dữ, tâm ác độc, nhưng nó cũng sát hại chúng sanh khác loại. Sự sát hại rất hạn chế trong một đời nó có thể sát hại bao nhiêu sanh mạng chúng ta coi những thú dữ như sư tử hổ khi chúng nó ăn no rồi những con thú nhỏ ở kế bên đi tới đi lui hình như nó không nhìn thấy vậy chúng ta xem thấy trong chương trình động vật kỳ quan trên tivi cả đời nó sát sanh cũng ít đâu có bằng con người con người giết hại sanh mạng không nhất định là vì miếng ăn thế nên rất dễ tạo nghiệp người giết người không phải vì muốn ăn thịt người ngày nay những vỏ khí nguyên tử một trái bom nguyên tử dội xuống có thể giết hại mấy trăm ngàn người mấy triệu người bạn nói tội nghiệp này nặng bao nhiêu họ làm sao không đọa địa ngục cho được địa ngục từ đâu đến từ ác nghiệp biến hiện nên tuyệt chẳng phải do phật tạo ra cũng chẳng phải do quỷ thần tạo ra mà do nghiệp lực của mình biến hiện ra chúng ta xem kinh văn thánh nữ vấn viết ngã kim dân hà đắc đáo ngục sở tức thánh nữ hỏi tôi làm thế nào đến được địa ngục này thánh nữ hỏi vô độc quỷ dương tại sao tôi lại đến chỗ này chính cô cũng cảm thấy rất kinh ngạc vô độc đáp viết nhược phi oai thần tức tu nghiệp lực phi thử nhị sự chung bất năng đáo. Tức, vô độc trả lời, nếu không phải oai thần, thì phải là nghiệp lực. Ngoài hai sức này ra, thì trọn chẳng thể đến được. Vậy là đã nói rõ, giống như lúc nãy chúng ta nói về chuyện của ông Trương Thái Diêm. Ông Trương chẳng tạo nghiệp địa ngục, và cũng chẳng phải Bồ Tát, nên địa ngục ngay trước mặt, nhưng ông không nhìn thấy. Nếu chẳng phải hai nguyên nhân này, đi vô địa ngục cũng chẳng thấy gì hết nhất định phải có hai điều kiện thứ nhất là oai thần đó là bồ tát đến địa ngục để độ quá chúng sanh họ có thể thấy thứ hai là nghiệp lực tức là tội nghiệp đọa địa ngục quả báo hiện ra thánh nữ hữu vấn thử thủy hà duyên nhi nãi dũng phất đa chư tội nhân cập dĩ ác thú tức thánh nữ lại hỏi do duyên gì mà nước biển sôi sùng sục lại có nhiều tội nhân và thú dữ như vậy câu hỏi vô độc tại sao nước ấy lại sôi như vậy dũng phất là như nước sôi vậy nước này rất nóng chẳng lạnh tình trạng biển này như vậy nhiều tội nhân và thú dữ trong nước này do duyên cớ gì kinh lăng nghiêm nói về tình hình này vô cùng tường tận nói rõ hiện tượng và đạo lý cho chúng ta đó là tạo thập tập nhân thọ lục giao báo tập tức là tập khí bạn tạo 10 thứ tập khí chẳng thiện tức là tập khí của 10 ác nghiệp thượng phẩm thập ác thì bạn sẽ cảm thọ lục giao báo trong địa ngục vô độc đáp viết thử thị diêm phù đề tạo ác chúng sanh tân tử chi giả tức vô độc trả lời đó là những chúng sanh tạo ác trong diêm phù đề vừa chết. Đây là tình huống mà Thánh Nữ thấy. Diêm phù đề tức là địa cầu chúng ta, chẳng phải là chỗ khác, là bổn địa chúng ta. Những người này vừa chết. Kinh Tứ thập cửu nhật hậu, vô nhân kế tự di tác, công đức cứu bạc khổ nạn, sanh thời hữu vô thiện nhân dương cứ bổn nghiệp sở cảm địa ngục, tự nhiên tiên độ thử hải. Tức quá 49 ngày không có người kế tự làm công đức để cứu dớt khổ nạn, lúc sanh tiền lại chẳng làm việc thiện, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục, tự nhiên phải đến biển này trước. Chúng ta đọc câu này, tạo ác chúng sanh, đọc đến những câu kinh này, lông tóc dựng đứng. Đây chẳng phải nói người khác mà là nói đến chính chúng ta chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác giống như kinh địa tạng có nói chẳng có gì không phải tội hiện nay mỗi ngày đều tạo mỗi tâm niệm đều tạo tạo không ngừng khi hơi thở này không trở lại được nữa thì làm sao đây đúng như trong phật pháp có nói chúng sanh sợ quả bồ tát sợ nhân bồ tát có tâm cảnh giác Chúng sanh ngu si, ngu muội, lúc quả báo chưa hiện tiền thì không màng đến, không tin tưởng. Đến lúc quả báo xảy ra thì hối hận không kịp. Thế nên Đức Phật mới dạy chúng ta dứt ác tu thiện. Cái gì là thiện? Phật dạy cho chúng ta pháp căn bản, ba thứ tịnh nghiệp tam phước nói trong Quán kinh. Phật dạy rõ ràng, minh bạch như vậy, ba thứ này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật đó chính là thiện trái ngược với thiện tức là ác trong một đời chúng ta những gì mình làm tương ứng với thiện hay tương phản với thiện tương phản tức là ác nếu tương ứng với thiện thì sẽ được phước báo trong cõi trời người nếu tương ứng với ác thì sẽ chịu quả báo trong ba đường ác trong địa ngục trong tịnh nghiệp tam phước điều thứ nhất là phước nhân thiên nếu bạn làm được thì đời sau sẽ sanh đến cõi người cõi trời hưởng phước nếu làm không được thì coi tội nghiệp của bạn nặng hay nhẹ mà đi thọ báo trong ba đường ác ba đường ác là ngạ quỷ súc sanh địa ngục coi bạn tạo ác nhẹ hay nặng điều thứ hai là phước tiểu thừa nếu bạn làm được tương ứng y giáo phụng hành quả báo nhất định sẽ ở cõi trời hưởng phước trời nếu tu hành có công phu, chứng đến sơ quả, nhị quả, tam quả, thì sẽ sanh đến ngũ bất hoàng thiên, cõi trời tịnh cư để hưởng phước. Nếu trái ngược, thì nhất định sẽ sanh vào địa ngục, ác quỷ thọ quả báo, chẳng có súc sanh. Trong cõi người có súc sanh, quả báo của súc sanh thì nhẹ hơn, còn địa ngục và ngạo quỷ thì quả báo nặng hơn. Tại sao vậy? Phước của điều thứ hai lớn hơn phước của điều thứ nhất. Cho nên nếu bạn tu được thì phước sẽ lớn, nếu trái ngược thì đọa lạc cũng khổ hơn cùng một đạo lý. Điều thứ ba là phước báo đại thừa. Nếu bạn y giáo phụng hành thì bạn sẽ làm Bồ Tát, siêu phàm nhập thánh, nếu trái ngược thì nhất định sẽ đọa địa ngục, chẳng đọa ngạ quỷ xúc sanh, nhất định đọa địa ngục. Chúng ta phải hiểu rõ ràng minh bạch hiểu cả lý lẫn sự, rồi sau đó mình mới tin sâu chẳng nghi. Trong đời sống hàng ngày, phải luyện công phu ở nơi nào? Nơi khởi tâm động niệm, niệm niệm đều tương ưng với Phật, niệm niệm đều tương ứng với Đạo. Đạo là gì? Đạo là chân như tự tánh, tương ứng với tánh đức. Đời này chúng ta hy vọng giảng sanh mới có thể đạt được, làm sao có thể làm ác hoài được đời người ngắn ngủi đau khổ đặc biệt là thời đại ngày nay cả thế giới động loạn tai biến vô thường nhất định phải giác ngộ hết thảy sự việc trên thế gian đều như mộng như quyển một thứ gì cũng chẳng đạt được đây là sự thật gần đây chúng ta thấy kinh tế đông nam á suy thoái bao nhiêu người có tiền có của lúc bình thường đều là những người hiển hách ghê gớm một thời gian sau thì nghe người ta nói họ tự sát rồi. Tại sao lại tự sát? bị phá sản. Trong kinh Phật dạy tài là vật chung của năm nhà. Chúng ta hiểu rồi không tiêm nhiễm mảy mây, một lòng hướng về đạo. Được vậy thì chúng ta mới được cứu. Trong kinh Phật nói tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là ngũ dục là năm cội gốc của địa ngục. Nếu bạn tham luyến chẳng xả thì bạn sẽ có phần tham dự vào cảnh giới địa ngục giảng trong kinh địa tạng này. Những cảnh giới mà thánh nữ thấy ở đó là những chúng sanh tạo ác nghiệp trên địa cầu của chúng ta. Bạn hãy xem chúng sanh tạo ác nghiệp nhiều hay ít. Ở đây, chẳng nói người tin Phật mới đọa địa ngục. Người không tin Phật thì sẽ chẳng đọa địa ngục. Chẳng có việc này. Nếu nói người không tin Phật sẽ không đọa địa ngục Vậy thì chúng ta đừng tin Phật nữa. Người không tin Phật vẫn đọa địa ngục như thường, bất luận là bạn tin hay không tin. Bạn tu thiện thì nhất định sẽ sanh lên trời, tạo ác thì nhất định sẽ đọa lạc, đây là đạo lý nhất định, bất kể là bạn tin hay không tin. Những người mới chết sau 49 ngày chẳng có con cháu dung bồi phước cho họ. Đạo lý và phương pháp cúng thách cho người mất đều phát xuất từ kinh địa tạng. Trong kinh Phật đã nói, lúc người ta chết rồi nhưng chưa đi đầu thai, đây là thân trung ấm. Thân trung ấm, mỗi 7 ngày phải trải qua một lần biến dịch sanh tử. Họ rất khổ, cho nên mỗi 7 ngày nên là một lễ siêu độ nhằm giảm bớt nỗi đau khổ của họ, tu phước cho họ. Lúc còn sanh tiền, chẳng trồng thiện nhân, chẳng làm nên việc thiện gì cả, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục tự nhiên phải đến biển này trước tự nhiên nghĩa là không có bất cứ ai cưỡng bức họ địa ngục chẳng do người ta tạo dựng cũng chẳng do diêm la dương thiết lập tự nhiên khi nghiệp lực hiện tiền thì mới có hiện tượng này chúng ta xem tiếp đoạn kinh tiếp theo hải đông thập dạng do tuần hữu hữu nhất hải kỳ khổ bội thử Bỉ hải, chi đông, hữu hữu, nhất hải, kỳ khổ, phục bội. Tức, phía đông 10 dạng do tuần của biển này còn có một biển, những sự khổ ở đó gấp bội biển này. Phía đông của biển đó lại có một biển, sự khổ ở đó lại gấp bội lên. Càng vô trong thì tội nghiệp càng nặng thêm. Sự khổ gia tăng gấp mấy lần những gì bạn thấy ở đây. Hiện nay, những cảnh bạn nhìn thấy là tầng biển thứ nhất, tội nghiệp còn nhẹ, tội cực nặng, bạn chưa thấy. Tam nghiệp ác nhân chi sở chiêu cảm, cộng hiệu nghiệp hải kỳ xứ thị giả, tức do ác nhân của ba nghiệp chiêu cảm nên gọi chung là biển nghiệp, chính là chỗ này. Cảnh bạn nhìn thấy trong kinh Phật gọi là biển nghiệp. Biển nghiệp là biển khổ. Ba nghiệp là thân, ngữ, ý tạo tác ác nghiệp nên bị những quả báo này. Địa ngục là như vậy, mười pháp giới cũng như vậy. Hiện tượng này đều do tự tâm biến hiện. Kinh Hoa Nghiêm nói về một nguyên tắc chung, cương lãnh chung là duy tâm hiện, duy thức biến. Duy tâm hiện trong ấy chẳng có thức. Chẳng có thức nghĩa là chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chư vị nên biết, vọng tưởng là a lại gia chấp trước là mạt na phân biệt là ý thức thứ sáu nếu chẳng dùng tám thức năm mươi tâm sở thì đó chính là duy tâm hiện cảnh giới duy tâm hiện trong kinh phật gọi đó là nhất chân pháp giới nếu bạn rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sẽ khởi biến hóa trong nhất chân pháp giới duy thức biến tùy theo nghiệp lực của bạn nghiệp lực chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước biến hiện ra thập pháp giới. Thập chẳng phải là một con số, Chứ vị phải hiểu, thập tiêu biểu cho vô lượng. Dòng tưởng phân biệt chấp trước của mỗi người chẳng giống nhau. Pháp giới biến hiện của mỗi người chẳng giống nhau. Thế nên pháp giới vô lượng vô biên. Nếu rơi vào tham, sân, si, mạng, thì những cảnh giới biến hiện ra chính là biển nghiệp nói ở đây. Thánh nữ bà La Môn đích thân nhìn thấy biển nghiệp này xin xem tiếp kinh văn thánh nữ hộ dẫn quỷ dương vô độc viết địa ngục hà tại tức thánh nữ lại hỏi quỷ dương vô độc địa ngục ở đâu cô hỏi địa ngục ở đâu vô độc đáp viết tam hải chi nội thị đại địa ngục tức vô độc trả lời trong ba biển đều là đại địa ngục biển nghiệp mà bạn nhìn thấy hôm nay chính là địa ngục kỳ số bách thiên các các sai biệt. Tức, số nhiều trăm ngàn mỗi ngục đều khác nhau. Có địa ngục lớn, lại còn địa ngục nhỏ phụ thuộc. Sở dị đại giả cụ hữu thập bát tức những địa ngục lớn tổng cộng có 18. Đây là như người thế gian chúng ta nói đến 18 tầng địa ngục. 18 địa ngục là nói đến những địa ngục lớn. Thứ hữu ngũ bách khổ độc vô lượng, thứ hữu thiên bách diệt vô lượng khổ. Bậc kế đó có 500, vô lượng sự khổ độc. Bậc kế nữa có đến trăm ngàn, cũng có vô lượng sự khổ. Đại địa ngục trong kinh nói có tám ngục lạnh, tám ngục nóng. Trong kinh Phật nói, đại địa ngục đều ở phía dưới núi Thiết Di. Chúng ta coi kinh tiếp. Thánh nữ hựu dẫn đại quỷ dương giết ngã mẫu tử lai dị cửu bất tri hồn thần đương chí hà thú tức thánh nữ lại hỏi đại quỷ dương mẹ tôi mới chết chưa lâu không biết thần hồn của bà đã đi đến cõi nào cô đến hỏi thăm chuyện của mình cô nói với quỷ dương vô độc rằng mẹ cô vừa mất không lâu không biết hiện nay thần hồn của bà ở nơi đâu người thế gian chúng ta gọi thần hồn là linh hồn quỷ dương vấn thánh nữ giết bồ tát chi mẫu tại sanh tập hà hành nghiệp tức quỷ dương hỏi thánh nữ mẹ của bồ tát lúc còn sống thường làm những nghiệp gì hỏi cô mẹ cô lúc còn sống làm nghề gì hỏi làm nghề gì thì biết nghiệp của bà tạo là gì thiện hay chẳng thiện đại khái có thể phán đoán sau khi chết đi thì bà sẽ sanh đến cõi nào thánh nữ đáp viết ngã mẫu tà kiến cơ quỷ tam bảo. Tức thánh nữ trả lời, mẹ tôi tà kiến khinh chê quỷ bán tam bảo. Tri kiến chẳng chánh, đây là chánh và tà. Chánh tri chánh kiến là gì? Chúng ta phải rõ ràng minh bạch. Nói thật ra, tri kiến của lục đạo phàm phu đều chẳng chánh. Đây là điều chúng ta phải biết. Nếu chúng ta có chánh tri chánh kiến, thì làm sao lại sanh đến lục đạo? Ngoài lục đạo là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Thanh văn là chánh giác, Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. Quý Dương hỏi thánh nữ, xưng cô là Bồ Tát, rằng Mẹ của Bồ Tát lúc còn sống làm nghề gì? Thánh nữ nói, mẹ cô tà kiến. Tà và chánh đều có tiêu chuẩn. Trong Phật Pháp thì tri kiến của A-La-Hán mới được kể là chánh tri chánh kiến. Thế nên trong kinh phật nhắc chúng ta lúc còn chưa chứng quả vị a la hán thì không thể tin tri kiến của mình nếu bạn cho rằng tri kiến của bạn là chính xác thì sẽ có vấn đề tại sao nói tri kiến của a la hán mới là chánh tri chánh kiến a la hán đã đoạn dứt kiến tư phiền não cũng nghĩa là coi việc gì cũng khách quan nói như vậy thì quý vị dễ hiểu hơn tại sao ngài không có ngã tức tôi vô ngã đã đoạn dứt ngã chấp rồi lục đạo phàm phu khởi tâm động niệm đều có tôi có tôi thì sẽ có thành kiến có quan niệm chủ quan tự nhiên bạn sẽ nhìn sự việc sai lầm tôi tưởng là đúng tôi tưởng là chính xác có một cái nhìn của tôi như vậy là hỏng mất rồi thế nên đoạn dứt kiến tư phiền não thì tri kiến mới được kể là chánh tiêu chuẩn là ở chỗ này. Chưa đoạn kiến tư phiền não thì chánh tri chánh kiến ở đâu ra? Hiện nay chúng ta phải làm sao? Chúng ta mới bắt đầu học Phật. Một phẩm kiến tư phiền não cũng chưa đoạn. Biện pháp duy nhất là nương nhờ vào Phật. Thế nên phải nói đến tầm quan trọng của tam quy y. Y Pháp chứ không y người. Học Pháp nhất định phải có thầy chỉ đạo, nếu không có thầy chỉ dẫn thì bạn chẳng có biện pháp nương tựa trong phật pháp kinh luận phật nói quá nhiều nếu bạn nương dựa vào tất cả kinh luận thì bạn chẳng có trí huệ trong kinh này phật nói không trong kinh kia lại nói có rốt cuộc là không hay là có bạn sẽ trở nên mờ mịt lộn xộn bạn sẽ chẳng có cách gì để nương dựa lúc tôi mới học phật đại học đài loan có một giáo sư rất nổi danh hiện nay đã qua đời ông nói với tôi có lúc kinh phật nói có lý có lúc thì chẳng có lý tôi nói chỗ nào chẳng có lý ông nói tôi đã coi kinh kim cang tôi hỏi kinh kim cang nói như thế nào ông nói giống như hai thùng nước đổ qua đổ lại có khi thì nói có xong rồi có chỗ lại nói không rốt cuộc là không hay là có làm cho người hiểu đôi đàn đều được thế nên phật nói phật pháp nếu không có ai giảng thì dù có trí cũng chẳng hiểu được đừng thấy là giáo sư đại học nổi tiếng mà tưởng là ông ta thông suốt không đúng đâu do đó mới biết chánh tri chánh kiến khó lắm nếu chẳng có chánh tri chánh kiến nếu là người tà kiến còn khinh chê tam bảo sợ là chúng ta tuy đã xuất gia nhưng cũng phạm lỗi này. Chẳng biết chẳng giác lại tạo ra những tội nghiệp này. Chính mình cũng chẳng biết, cứ tưởng là mình tài giỏi lắm, chẳng có sai lầm, luôn nhìn thấy lỗi của kẻ khác. Thiết hoặc tạm tính toàn hữu bất kính, dịch, hoặc là tạm tin nhưng liền chẳng kính bốn câu này của cô chúng ta nghĩ kỹ một chút quan sát thế gian này rồi tự phản tỉnh chắc mình cũng đều phạm lòng tin của chúng ta là đạo tâm sương móc khi có khi không chẳng vượt nổi thử thách khi gặp một chút sóng gió đạo tâm chúng ta liền mất hết chữ kính này càng không dễ kính phát sanh lòng tin nếu không tin thì làm sao có tâm kính trọng Đối với Phật Bồ Tát, đối với cha mẹ còn không cung kính, thì làm sao có thể kính người, kính sự, kính vật? Làm không được, từ đó bạn mới biết việc này rất khó. Đọc xong bốn câu này, chúng ta phải nhắc nhở chính mình. Thường lấy bốn câu này để trước mặt làm bài minh. Tử tuy nhật thiển, dị tri sanh xứ, tức tuy mới chết chưa lâu mà chưa biết thác sanh về đâu. Nhật thiện nghĩa là chết chẳng lâu, chẳng biết hiện giờ bà sanh vào chốn nào. Câu này nói quỷ dương đại khái đã biết bà sanh vào cõi nào. Vô độc dấn giết, Bồ Tát chi mẫu tánh thị hà đẳng. Tức vô độc hỏi, mẹ của Bồ Tát tên họ là gì? Hỏi thêm một lần, tên của mẹ cô là gì? Thánh nữ đáp giết, ngã phụ ngã mẫu câu bà la môn chủng tức thánh nữ trả lời cha mẹ tôi đều thuộc dòng bà la môn ở ấn độ họ được kể là quý tộc từ thời xưa đến nay bốn dòng họ giai cấp rất nghiêm tôn quý nhất là bà la môn phụ hiệu thi la thiện kiến mẫu hiệu duyệt đế lợi tức cha tôi tên thi la thiện kiến mẹ tên là duyệt đế lợi Nói tên cha mẹ ra, tên này rất tốt, đều là tên tốt. Tuy tên tốt, nhưng việc làm chẳng tốt, danh chẳng phù hợp với thật. Vô độc hiệp trưởng Khải Bồ Tát viết, Nguyện Thánh Giả khước phản bổn xứ, vô trí ưu ức bi luyến. Tức, vô độc chấp tay thưa với Bồ Tát, xin Thánh Giả hãy trở về bổn xứ, đừng quá thương nhớ buồn rầu nữa vô đọc nghe xong khải nghĩa là rất cung kính rất cung kính báo cáo với thánh nữ khải nói theo ngôn ngữ hiện nay nghĩa là báo cáo nói một cách cung kính xin ngài trở về đừng lo nhớ nữa tại sao duyệt đế lợi tội nữ tức tội nhân duyệt đế lợi đích thực bà đã đến địa ngục rồi đã đến thọ khổ không sai chuyện của bà mọi người đều biết sanh thiên dĩ lai kinh kim tam nhật tức sanh lên trời đến nay đã ba ngày rồi hiện nay bà chẳng ở nơi này nữa bà đã ở đây thọ tội nhưng bà đã được sanh lên trời sanh lên trời đau lợi dân thừa hiếu thuận chi tử dị mẫu thiết cúng tu phước bố thí giác qua định tự tại dương như, như lai tháp tự tức nghe nói nhờ con bà hiếu thảo vì mẹ thiết cúng tu phước bố thí, chùa tháp, thờ đức giác qua định tự tại dương như lai. Nghe nói bà có con gái hiếu thuận, tu phước cho bà. Cô tu phước, cúng Phật bố thí. Đây là lòng hiếu cảm đến thiên địa. Tâm hiếu chân thành, cảm động thiên địa quỷ thần. Trong kinh giảng cho chúng ta, hiếu dưỡng phụ mẫu, gồm dưỡng thân cha mẹ, dưỡng tâm cha mẹ, dưỡng trí cha mẹ. Người thế gian thường trong mong con trai thành rồng, con gái thành phượng, đó là chí của cha mẹ. Nghĩa là hy vọng con cái tương lai có thành tựu chân chánh, tài ba xuất chúng. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ trong thế gian có tà kiến, cứ tưởng đạt được công danh phú quý trong thế gian, tức là tài giỏi hơn người. Quan niệm này sai lầm. Như thế nào mới gọi là tài ba xuất chúng? Siêu phàm nhập thánh, thành Phật, thành Bồ Tát mới thật sự là tài ba xuất chúng. Hết thảy thành tựu trong thế gian chẳng thể so sánh nổi. Thành tựu tới đâu trong thế gian cũng chẳng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, chỉ có thành Phật thành Bồ Tát, không những siêu diệt lục đạo mà còn siêu diệt thập pháp giới, đó mới là thành tựu chân chánh. Người làm cha mẹ nhưng chưa học Phật, chẳng biết đạo lý này, chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta đã tiếp xúc Phật pháp nên hiểu rõ, chúng ta phải làm cho bằng được không thể nói cha mẹ không biết thì chúng ta không làm. Chuyện tốt, chuyện thiện, tuy cha mẹ chẳng biết, đợi đến khi chúng ta làm được rồi, cha mẹ sẽ đạt được lợi ích lớn lao. Mẹ của Bồ Tát đâu phải là người thường. Cúng Phật, bố thí ba hạnh này đều có. Ở đây nói, thiết cúng, chúng ta đã đọc phía trước. Thánh nữ Bà La Môn cúng dường hình tượng của giác qua định tự tại dương như, như lai, vì vào thời tượng Pháp, chỉ có thể cúng dường hình tượng của Phật, cảm động Phật đến dạy cô phương pháp tu hành. Sau đó, cô về nhà, dũng mãnh tinh tấn, y giáo phụng hành. Đó là tu phước, bố thí. Tu phước, bố thí cho ai? Cho mẹ mới mất của cô. Thế nên, sự bố thí của cô làm là bố thí Pháp. Đó chẳng phải là bố thí tài vật. Trong sự cúng dường, có Pháp cúng dường y giáo phụng hành cúng dường, phước này lớn lắm. Thế nên quỷ dương nói, Phi duy Bồ Tát chi mẫu đắc thoát địa ngục, tức không phải chỉ có mẹ của Bồ Tát mới thoát địa ngục, không phải chỉ có mẹ của Bồ Tát được thoát địa ngục, thoát ly khổ hải. Ưng thị vô dáng tội nhân thử nhật, tất đắc thọ lạc câu đồng sanh ngật, những tội nhân trong ngục vô gián hôm đó đều được an lạc, đều được thác sanh hết. Mẹ Bồ Tát được người con hiếu, được phước của bà nên sanh lên trời. Những người cùng chịu tội ở địa ngục đều được hưởng ké, đều nhờ phước đó mà cùng sanh lên trời. Không phải chỉ có mẹ Bồ Tát được sanh lên trời. Những người trong địa ngục cùng chịu tội với bà lúc đó đều được sanh lên trời. Từ đó bạn mới biết phước báo của sự bố thí thật chẳng thể nghĩ bàn. Công đức y giáo tu hành của thánh nữ bà La Môn chẳng thể nghĩ bàn. Đây là sự thật, chẳng phải kể chuyện đời xưa, không phải lấy chuyện này để khuyến thiện. Chứ gì phải biết, đây là chuyện thật 100%. Khi bạn tu hành thành tựu, sẽ độ được biết bao nhiêu người. Thế nên, trong Phật Pháp thường nói chẳng thể nghĩ bàn. Cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Từ chỗ này chúng ta cũng có thể hiểu được vài phần. Quỷ dương ngôn tất hiệp trưởng nhi thoái. Tức, quỷ dương nói xong, chấp tay cáo lui. Quỷ dương báo cáo chuyện này xong rồi cáo lui. Bà La Môn nữ tầm như mộng quy, tức thánh nữ bà La Môn dường như nằm mộng tỉnh dậy. Cũng như nằm mộng dậy, thật ra cô chẳng phải trong mộng, mà là trong định từ trong định xuất định. Ngộ thử sự dĩ, tức biết chuyện này xong. Cô giác ngộ rồi, biết rõ hoàn toàn chuyện này, hoàn toàn minh bạch. Tiện ư giác qua định tự tại dương như, như lai, tháp tượng chi tiền lập hoàng thể nguyện. Nguyện ngã tận dị lai kiếp, ứng hữu tội khổ chúng sanh quản thiết phương tiện, sử linh giải thoát bèn trước tháp tượng của giác qua định tự tại dương như lai lập hoàng thầy nguyện tôi nguyện từ nay đến tận kiếp dị lai sẽ vì chúng sanh mắc phải tội khổ mà rộng lập phương tiện làm cho họ được giải thoát đây là lần phát nguyện đầu tiên trong khi tu nhân của địa tạng bồ tát lần thứ nhất phát tâm học phật là đại trưởng giả nhìn thấy hình tượng của phật rồi phát tâm phía trước tôi đã nhắc nhở các bạn đồng học hình tượng phải hoàn hảo thường thường nghĩ đến chúng ta là đệ tử như lai đặc biệt là đệ tử di đà di đà là ánh sáng tôn quý nhất vua trong các vị phật làm sao chúng ta có thể làm mất mặt a di đà phật được nếu tâm niệm chúng ta khởi lên một niệm chẳng thiện thì sẽ có lỗi với đức phật a di đà khi chúng ta làm một việc chẳng thiện thì chúng ta sẽ chịu tội nghiệp rất nặng. Làm sao xứng đáng là học trò của A-di-đà Phật? Học trò của A-di-đà Phật là như thế này ư? Chân chánh là một học trò tốt của A-di-đà Phật nhất định phải y giáo phụng hành. Tại sao dạy bạn mỗi ngày phải đọc tụng đại thừa? Chính là để ghi nhớ lời dạy của A-di-đà Phật. Những gì Phật dạy chúng ta làm, chúng ta làm được hay chưa? Những gì Phật dạy chúng ta chớ nên làm, chúng ta còn làm không chân chánh làm học trò của a di đà phật đúng như ý nghĩa của nó thì trong đời này bạn nhất định sẽ được giảng sanh tịnh độ trong đời hiện tại nếu người ta không tôn kính bạn cũng chẳng có gì lạ người ta là phàm phu phàm phu mắt thịt ngay cả phật họ cũng chẳng tôn kính thì làm sao họ tôn kính bạn nhưng bạn phải biết chư phật hộ niệm tán thán long thiên quỷ thần Bồ Tát tôn trọng bạn. Tại sao vậy? Những người này có tha tâm thông, có thiên nhãn thông. Họ có thể nhìn thấy tâm thiện của bạn. Họ biết bạn khởi tâm động niệm gì. Phàm phu chẳng biết. Phàm phu ngu si. Địa tạng Bồ Tát ở đây và chúng ta phát nguyện, làm ra gương mẫu cho chúng ta coi. Nguyện này tức là tứ hoàng thể nguyện. Nguyện tôi tận cùng kiếp dĩ lai. Trên thời gian, chẳng có chấm dứt vĩnh hằng. Chẳng phải nói chuyện này tôi phải làm trong vòng bao lâu, nói tôi phải làm trong một kiếp, mười kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, không phải vậy, mà là tận cùng kiếp dị lai. Đối tượng giúp đỡ là những chúng sanh tội khổ này. Cũng chẳng nói nhất định, chúng sanh mắc phải tội khổ, chẳng chọn oán hay thân. Chỉ cần nhìn thấy có chúng sanh chịu khổ nạn, thì liền rộng lập phương tiện, làm cho họ độ thoát. Rộng là phương tiện gì? Đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo. Đây đều là rộng lập phương tiện. Chúng ta chẳng đoạn phiền não, chẳng học pháp môn, thì dùng phương pháp gì để độ chúng sanh? Do đó mới biết, Bồ Tát đoạn phiền não, đoạn tập khí, học pháp môn chẳng vì mình mà là vì hết thảy khổ nạn chúng sanh. Chúng ta phải có tâm nguyện này, hết thể những việc tu học của mình hôm nay đều vì họ chẳng vì mình nếu vì mình thì có thể qua loa sơ sài có thể tùy tiện nhưng nhìn thấy vô số chúng sanh đang tạo tội nghiệp cực nặng một tí tâm giải đãi hàm hồ chúng ta đều không thể khởi được vì sao vì phải dạy dỗ những chúng sanh khổ nạn này việc gì cũng phải hết lòng phải dũng mãnh tinh tấn nếu vậy bạn hỏi tự tôi tu hành thành tựu được không có thể độ chúng sanh không kinh này bày ra đây cô bà la môn một người tu hành một người thành tựu không những mẹ cô được độ những người cùng chịu khổ với mẹ cô những chúng sanh cùng đọa địa ngục với mẹ cô đều được sanh lên trời không phải sự thật bày ra ngay chỗ này sao chúng ta còn nghi hoặc gì nữa một người thành tựu có thể độ được vô lượng vô biên chúng sanh chỉ sợ là cá nhân bạn không thể thành tựu giả bộ làm như thật thì không được giả dối thì giúp đỡ người khác được sao nhất định phải làm thật sự từ bản thân của mình dùng lời nói của thế gian chúng ta đề ra bốn điều tốt giữ tâm tốt làm việc tốt nói lời tốt làm người tốt những năm gần đây chúng tôi đề xướng việc này ở khắp nơi trên thế giới là một gương tốt cho xã hội đại chúng làm cho đại chúng nhìn thấy hình tướng này đoạn đầu trong kinh nói về trưởng giả tử hình tướng của phật thị hiện làm cho xã hội đại chúng tiếp xúc đến hình tượng này có được cảm ngộ có thể cảm động như vậy là đã độ chúng sanh họ giác ngộ quay về học theo bạn học theo phật người như vậy sẽ được độ người được độ dần dần thêm nhiều một người giác ngộ sẽ dạy những người xung quanh thân bằng quyến thuộc của họ hàng xóm láng giềng bạn xem sức ảnh hưởng này bao lớn nhất định đừng cho là cá nhân tôi một người tu hành có ích gì đâu trong kinh dạy chúng ta một người tu hành sanh ra hiệu quả chẳng thể nghĩ bàn điểm quan trọng nhất trong phẩm kinh này là đoạn sau cùng địa tạng bồ tát làm ra gương tốt dạy chúng ta phát tâm. Phật cáo văn thù sư lợi, thời quỷ dương vô độc, giả đương kim tài thủ Bồ Tát Thị, bà la môn nữ giả tức địa tạng Bồ Tát Thị. Tức, Phật nói với văn thù sư lợi, quỷ dương vô độc lúc trước, bây giờ là tài thủ Bồ Tát. Còn thánh nữ bà la môn đó chính là địa tạng Bồ Tát. Đây là chuyện vô lượng kiếp về trước, hiện nay đều đã thành tựu. Vô độc quỷ dương ngày trước, bây giờ là tài thủ Bồ Tát. Thánh nữ bà La Mô ngày trước, bây giờ là địa tạng Bồ Tát. Đây là chuyện lúc còn tu nhân vô lượng kiếp về trước. Xin xem tiếp kinh văn. D. Phần Chánh Tông Phẩm thứ nhì Phân thân tập hội Nhĩ thời bách thiên dạng ức bất khả tư bất khả nghị bất khả lượng bất khả thuyết vô lượng a tăng kỳ thế giới sở hữu địa ngục xứ phân thân địa tạng bồ tát câu lai tập tại đau lợi thiên cung tức lúc đó phân thân của địa tạng bồ tát từ những chỗ có địa ngục ở số trăm ngàn dạng ức chẳng thể nghĩ chẳng thể bàn chẳng thể tính chẳng thể nói vô lượng a tăng kỳ thế giới đều đến tụ hội tại cung trời đau lợi. Chư vị có thấy ý hướng thật sự của đoạn kinh văn này ở đâu không? Nhĩ thời là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cung trời Đao lợi, lúc mở pháp hội này, lúc chư Phật Như Lai Bồ Tát từ mười phương thế giới, đại chúng dân tập, thế tôn cùng dân thù sư lợi Bồ Tát một người hỏi, một người đáp ở cuối đoạn này. Con số nêu ở đây thật là một con số thiên văn, chẳng có biện pháp chi tính nổi, trăm ngàn giảng ức chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, chẳng thể tính, chẳng thể nói. Sau đó là vô lượng a tăng kỳ thế giới, thế giới vô biên, chúng sanh vô tận. Những chỗ có địa ngục, phân thân địa tạng, kim địa tạng ở cửu hoa sơn của chúng ta cũng có một trong những phân thân của ngài. Vô lượng vô biên phân thân đều đến tụ hội ở cung trời đau lợi chư vị phải biết đây là để nói rõ những người tạo tội nghiệp đọa địa ngục nhiều như vậy nên địa tạng bồ tát mới phân thân phân ra nhiều thân như vậy từ việc này bạn mới biết có bao nhiêu địa ngục thế gian này có bao nhiêu người tạo tội nghiệp địa ngục ý tứ chính là ở chỗ này thế nên nhìn thấy hiện tượng này thật đáng sợ vô cùng tại sao chúng ta tạo tội nghiệp vì chẳng có người dạy hết thể chúng sanh đều có thiện căn đều có tâm hướng thiện tiếc là chẳng có người hướng dẫn chẳng có người giúp đỡ trong kinh này dụng ý chân chánh của phật chính là dạy chúng ta phải học theo địa tạng bồ tát phải làm phân thân của địa tạng bồ tát chúng ta có thể phát nguyện có thể tự làm gương mẫu hướng dẫn luôn luôn khuyên hết thảy chúng sanh đoạn ác tu thiện đây là tâm của địa tạng bồ tát nguyện của địa tạng bồ tát hành của địa tạng bồ tát. Tứ chúng đồng tu phải nhớ làm gương cho đại chúng ở mọi nơi. Ở nhà thì làm gương cho gia đình, ở đạo tràng này thì làm gương cho tứ chúng đồng tu ở đây. Đừng nói người kia không làm thì tại sao tôi phải làm. Nói vậy là bạn sai rồi, người đó đọa địa ngục, tại sao tôi không đọa địa ngục, không phải là ý nghĩa này sao? Ông đó đọa địa ngục, tôi phải cứu ông đó làm sao tôi cứu ông được tôi phải làm gương mẫu cho ông thấy như vậy mới đúng ông tham tiền tài tại sao tôi không tham ông tranh đoạt quyền lợi tại sao tôi không tranh đây là làm một hình tượng địa ngục kéo hết mọi người vô địa ngục như vậy là sai rồi chúng ta nhìn thấy người ta đọa địa ngục chúng ta phải nêu gương tốt làm thế nào thoát ly địa ngục siêu diệt biển khổ như vậy mới đúng người khác tham tài tranh đoạt lợi lộc rất nhiều người làm tất cả người trên thế giới đều làm nhưng tôi cá nhân tôi không làm người làm thì mê hoặc điên đảo người chẳng làm thì giác ngộ quay về phải hiểu đạo lý này ở thế giới này dùng miệng để khuyên người rất khó bạn khuyên người ta làm nhưng tại sao bạn không làm làm sao người ta tin được nhất định tự mình phải làm được thì mới có thể khơi gợi được lòng tin của người khác mới có thể dẫn dắt người ta hướng thiện, nhất định phải đích thân thực hành. Phật dạy thánh nữ bà La Môn như vậy, cũng tức là dạy chúng ta, nhất định phải hết lòng quay về, dũng mãnh tinh tấn. Xem đoạn kinh kế tiếp. Dĩ như lai thần lực cố, các dĩ phương diện giữ chư đắc giải thoát, tùng nghiệp đạo xuất giả, diệt các hữu thiên dạng ức na do tha số, cộng trì hương hoa lai cúng dường Phật. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân từ mỗi phương, cùng những chúng đã được giải thoát khỏi chốn nghiệp đạo đông đến số ngàn muôn ức na do tha cùng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Đoạn văn này nói đại chúng cùng đến với địa tạng Bồ Tát. Đại chúng này thật ra là những gì tiếp nhận sự giáo hóa của địa tạng Bồ Tát và đã giác ngộ rồi trong kinh hoa nghiêm gọi là đại tâm phàm phu hôm nay phân thân của địa tạng bồ tát đều tụ hội đến đao lợi thiên cung những đại tâm phàm phu này thoát thân từ địa ngục cũng theo địa tạng bồ tát đến cung trời đao lợi để yết kiến đức phật đại hội ở đao lợi thiên cung hôm ấy vô cùng thù thắng vì sao hết thảy chư phật như lai đều ở chỗ đó sự cúng phật này vô cùng viên mãn đại chúng ở cực lạc thế giới giảng sanh về cực lạc thế giới phải phân thân đến các cõi nước chư phật ở khắp hư không pháp giới để cúng dường nghe pháp hôm nay chư phật như lai đều tụ tập ở giảng đường này họ chẳng cần phân thân đến các cõi nước những đại tâm phàm phu này đến cùng địa tạng bồ tát có phước báo to lớn ở một nơi cùng lúc có thể cúng dường hết thảy chư phật như lai Việc này thù thắng biết bao. Còn thù thắng hơn cực lạc thế giới nữa. Từ chỗ này, chúng ta mới thể hội được sự thù thắng của địa tạng pháp môn, tu học địa tạng thù thắng. Chỗ nào cũng thị hiện hạng nhất, siêu diệt cực lạc thế giới. Đây là đại căn đại bản của hết thầy pháp môn. Họ đều cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Hương hoa là tiêu biểu Pháp. Hương tiêu biểu cho lòng tinh thanh tịnh. Hoa tiêu biểu cho y giáo phụng hành qua tượng trưng cho nhân tu nhân chứng quả đây là tiêu biểu như giáo tu hành cúng dường như vậy mới là chân chánh cúng dường xin xem tiếp kinh văn bỉ chư đồng lai đẳng bối gia nhân địa tạng bồ tát giáo hóa dịnh bất thoái chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề những chúng cùng đến ấy đều nhờ địa tạng bồ tát giáo hóa làm cho vĩnh viễn chẳng thoái chuyển nơi a nậu đa la tam miệu tam Bồ đề ở đây phật và chúng ta nói với chúng ta những đại chúng cùng đến với địa tạng bồ tát có thể tham dự hội kinh ở cung trời đao lợi đều tiếp nhận sự giáo hóa của địa tạng bồ tát được sanh tính căn chúng ta gọi là ngũ căn ngũ lực tinh tấn niệm định huệ họ có căn cái này rất quý có căn mới chỉnh diễn chẳng thoái chuyển nơi vô thượng bồ đề tính căn của những người này thành tựu xong niệm niệm đều hướng về vô thượng bồ đề hết thảy pháp trong thế gian và xuất thế gian đều chẳng lưu luyến chỉ tìm cầu vô thượng bồ đề thầy chư chúng đẳng cửu diễn kiếp lai lưu lãng sanh tử lục đạo thọ khổ tạm vô hưu tức tức là những chúng sanh này từ nhiều kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong sanh tử chịu khổ trong sáu đường chưa từng tạm ngưng nói những phàm phu này những đại tâm phàm phu này kể lại lúc trước tâm sáu nẻo luân hồi nói thật ra chính là nhóm người chúng ta mệt mỏi sanh tử chưa từng nghỉ ngơi qua dĩ địa tạng bồ tát quảng đại từ bi thăm thệ nguyện cố các hậu quả chứng tức là nhờ lòng từ bi quảng đại và thệ nguyện sâu dày của địa tạng bồ tát nên tất cả đều chứng được quả dị câu này nói về nhân duyên được độ nương nhờ lời dạy từ bi và các thứ phương tiện của địa tạng bồ tát hiển thị câu từ bi làm gốc phương tiện làm cửa thường nói đến trong phật pháp Địa tạng Bồ Tát là tâm đại từ bi. Chúng chúng phương tiện là nói sự khéo léo của Ngài, vì chúng sanh làm ra nhiều thị hiện. Nói cách khác, vì chúng sanh làm ra những hình tượng khác nhau, làm cho hết thảy chúng sanh thấy sắc, nghe âm thanh, tiếp xúc những hình tượng này, có thể cảm nhận và tỉnh ngộ, biết quay về. Đây chính là thiện xảo phương tiện của Bồ Tát. Thế nên, Bồ Tát vì chúng sanh làm thầy, làm mô phạm hướng dẫn sau khi họ tiếp xúc liền tỉnh ngộ và quay về tu hành chứng quả tuy quả vị này chẳng giống những quả vị thường nói như thanh văn duyên giác bồ tát mà là quả vị đại tâm phàm phu việc này vô cùng quý báu bồ đề tâm được sanh khởi phiền não chưa đoạn thì gọi là đại tâm phàm phu ký chí đau lợi tâm hoài dũng dược chiêm ngưỡng như lai mục bất tạm xả tức là khi đến cung trời đau lợi lòng họ vui mừng hớn hở chiêm ngưỡng đức như lai mắt nhìn mãi không rời hình dung nhóm người này khi đến cung trời đau lợi vui mừng hớn hở hoàn toàn biểu lộ ra ngoài hiển lộ lòng cảm ơn cảm kích sự giáo huấn của địa tạng bồ tát cảm kích ân đức của chư phật nhiếp thọ hoàn toàn hiển lộ chẳng giữ lại. Hãy xem tiếp kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn, Thư Kim Sắc Tý, Ma Bách Thiên Dạng ức Bất Khả Tư, Bất Khả Nghị, Bất Khả Lượng, Bất Khả Thuyết, Vô Lượng A Tăng Kỳ Thế Giới, Chư Phân Thân Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha tác Đảnh. Tức là, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đưa cánh tay sắc vàng, xoa đảnh các phân thân của địa tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát trong trăm ngàn dạng ức chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn, chẳng thể tính, chẳng thể nói vô lượng A Tăng Kỳ Thế Giới. Ý nghĩa này nói nhiều con số này, ý tứ vô cùng sâu dày, hiển thị chúng sanh ở mười phương thế giới, tạo vô lượng, vô biên ác nghiệp. Ý nghĩa chân chánh là ở chỗ này, cho nên địa tạng phải phân nhiều thân như vậy để giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn ấy. Địa tạng Bồ Tát phân thân càng nhiều, chúng ta mới biết địa ngục càng nhiều. Biết địa ngục càng nhiều thì biết số người tạo tội nghiệp địa ngục, chịu khổ báo địa ngục càng nhiều. Ở đau lợi thiên cung, Thế Tôn an ủi địa tạng Bồ Tát, xoa đảnh xong. Nhi tác thị ngôn, rồi nói rằng, xoa đảnh là an ủi, Phật nói. Ngô ư ngủ trượt ác thế, giáo hóa như thị can cường chúng sanh lịnh tâm điều phục xã tà quy chánh thập hữu nhất nhị thượng ác tập tại tức là ta ở trong đời ác ngũ trượt giáo hóa những chúng sanh ương ngạnh như vậy làm cho tâm họ điều phục bỏ tà về chánh trong mười phần còn một hai phần dẫn theo thói ác đây là lúc đức phật thích ca mâu ni phó chúc địa tạng Bồ Tát ở Thiên Cung. Trách nhiệm của địa tạng Bồ Tát nặng hơn bất cứ người nào. Lúc Phật không còn tài thế, sứ mạng giáo hóa chúng sanh phải ủy thác cho địa tạng Bồ Tát. Chứ gì phải biết đạo lý này ở đâu? Tại sao Đức Phật Thích Ca chẳng giao chuyện độ hóa chúng sanh cho quán thế âm Bồ Tát? Tại sao không giao cho phổ hiền Bồ Tát, văn thù Bồ Tát? Đều là Đại Bồ Tát hết tại sao không giao cho các ngài mà phải nhờ địa tạng bồ tát nói thật ra những bồ tát đó độ không nổi chẳng có cách gì độ được chỉ có địa tạng bồ tát có thể độ mà thôi mọi người hiểu ý nghĩa này không địa tạng bồ tát dạy việc gì hiếu thân tôn sư nếu người này không hiếu kính cha mẹ không tôn kính sư trưởng thì bồ tát phật nào đến cũng độ chẳng nổi sự dạy học của Địa Tạng Bồ Tát là xây dựng nền móng, dạy lớp 1 tiểu học, Quán Thế Âm Bồ Tát dạy lớp 2, Văn Thù Bồ Tát dạy lớp 3, Phổ Hiền Bồ Tát dạy lớp 4. Lớp 1 còn chưa dạy hoàn hảo thì những lớp phía trên không thể dạy nổi. Thế nên, chư vị phải hiểu thành Phật bắt đầu từ chỗ nào. Hiếu Thân Tôn Sư, lớp Địa Tạng Bồ Tát dạy chính là lớp Hiếu Thân Tôn Sư nếu lớp này học không được thì khỏi cần nói những lớp khác hiếu thân tôn sư được hoàn hảo rồi quán thế âm bồ tát mới ra sức được mới dạy đại từ đại bi được mở rộng hiếu thân tôn sư ra đó là việc quán thế âm bồ tát dạy đạo lý là như vậy thế nên lúc phật chẳng còn tại thế nhất định phải để địa tạng bồ tát thay thế phật cho dù không thể đề cao cảnh giới này bạn chân chánh làm được hiếu thân tôn sư thì sẽ không đọa ba đường ác tuy không ra khỏi tam giới nhưng cũng chẳng đọa ba đường ác bởi vậy nên đây là căn bản của phật pháp nếu chúng ta không thể xây dựng pháp căn bản thì nói thật ra học phật chỉ là một trong một nhân lâu xa mà thôi trong kinh hoa nghiêm có nói đến mười loại căn cơ đây là diễn cơ tức là đời này không đạt được lợi ích trong phật pháp bạn chỉ ung đúc một chút hạt giống vào a lại gia thức của bạn. Phải đợi đời sau, đời sau nữa, nhiều đời, nhiều kiếp sau, đến khi nào nhân duyên chính mùi mới làm tiếp tục, giúp chúng sanh trồng nhân cho kiếp lâu xa. Trong đời này nhất định sẽ chẳng thu hoạch được hiệu quả. Nếu trong pháp môn địa tạng này, dung bồi cơ sở rồi, cũng nghĩa là làm được phước thứ nhất trong tam phước, chư vị phải biết cả bộ kinh địa tạng giảng về điều gì chính là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự sư trưởng từ tâm không sát hại tu mười thiện nghiệp chính là bốn câu này năm xưa tôi ở các thành thị miền đông nước mỹ giảng đại ý kinh địa tạng có nhiều người cảm thấy kỳ lạ tịnh không pháp sư chuyên tu tịnh độ chuyên hoàng tịnh độ tại sao lại giảng kinh địa tạng có người hỏi tôi như vậy tôi nói quý vị không hiểu những gì tôi giảng chính là phước thứ nhất tịnh nghiệp tam phước dẫn chuyên tu chuyên hoàng chẳng lìa khỏi tịnh tông đức phật thích ca mâu ni dạy phu nhân vi đề hi vi đề hi phu nhân muốn cầu sanh tây phương tịnh độ thỉnh đức phật thích ca dạy phương pháp giảng sanh cho bà trước khi truyền dạy phương pháp niệm phật ngài dạy bà tu tịnh nghiệp tam phước dạy bà đây là cơ sở ba đời chư phật đều nhờ cơ sở này mới thành tựu giống như xây nhà vậy vậy bạn làm sao xây nhà phải dạy bạn đắp nền móng đắp nền móng đàng hoàng rồi mới dạy bạn làm sao xây tiếp bạn coi chuyện này quan trọng biết bao kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện này chính là phước thứ nhất trong tam phước bạn nói quan trọng hay không tại sao ở đạo tràng mới xây dựng tôi nhất định phải giảng kinh địa tạng mà chẳng giảng kinh khác không có tâm hiếu thuận cha mẹ tôn sư trọng đạo thì không cần nói chuyện gì hết bạn làm sao xây dựng phật pháp phật pháp là giáo học giáo dục đạo thầy trò sư đạo sư đạo xây dựng trên cơ sở hiếu đạo nếu chẳng có hiếu đạo thì chẳng có sư đạo vậy còn phải nói gì thế nên việc này rất quan trọng trong hai mươi mấy năm nay tôi vẫn chẳng quên đề xứng việc xây từ đường từ đường là một trung tâm để dạy đạo hiếu từ xưa đến nay ở trung quốc theo chính sách hiện nay của chính phủ, từ đường của mỗi nhà chẳng còn nữa, đã bị phế bỏ rồi. Âu cũng là một việc tốt. Sau khi phế bỏ, thì phải xây cái mới. Cái mới này nên xây như thế nào? Nên xây từ đường cộng đồng, đừng xây cho từng nhà. Mỗi một huyện chỉ xây một từ đường. Từ đường cho trăm họ, trước kia là cho từng họ. Từ đường họ trương, từ đường họ lý cái mới của chúng ta phù hợp với chính sách của quốc gia xây từ đường cộng đồng tốt lắm người cả nước đoàn kết thành nhất tâm mỗi năm mùa xuân thu làm lễ cúng tế tổ tiên do quyện trưởng đứng ra cúng tế như vậy hay lắm mỗi quyện có từ đường chung của quyện tốt lắm chúng ta đề xướng hiếu đạo đừng xây cho từng họ từng họ nữa làm cho các họ tâm tộc từng họ trong cả nước có thể đoàn kết lại, phế bỏ một cái tức từ đường cho riêng từng họ kiến thiết một cái mới tiến bộ hơn trước, thù thắng hơn trước như vậy là rất đúng. tôi đề xướng xây dựng tâm từ cho trăm họ không những mỗi quyền nên xây một cái, những nơi ở hải ngoại có kiều bào đều nên xây dựng giống vậy. hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây.